Vâng, và bạn Thành Ngôn TJD xin được gửi lời chào thân thương đến toàn thể khách quý. Trong video này thì mình sẽ mang đến cho chúng ta một chiếc nhẫn nam vàng 610, gọi là nhẫn rồng đỏ, có khối lượng gần 4 chỉ ha cả nhà ha. Chiếc nhẫn này mình khá là thích khi nhìn thấy nó. Chúng ta có thể xem trực tiếp ở đây, mình sẽ đưa cả nhà chúng ta xem luôn. Thiết kế tại sao nó độc đáo và nó khiến cho mình thích thú, cả nhà chúng ta thấy có một viên ngọc ngay ở phía trên đúng không ạ, rất là to, kích thước lớn. Và chúng ta nhìn như vậy này, chúng ta thấy nó giống như là một cái đồng tiền, một cái đồng tiền đó cả nhà, ngân lượng. Ok, chúng ta thấy không ạ? Đó, thiết kế của nó như vậy. Và chính giữa chúng ta thấy là đó là một cái đầu rồng, được đính cho chúng ta là hai hạt đá ở ngay chỗ hai con mắt này, cả nhà chúng ta thấy không? Rất là đẹp luôn, nhìn rất là ngầu và mạnh mẽ ha. Đây, chưa nói đến là cái thiết kế tổng thể là cái đồng ngân lượng mà ở phía trên này chúng ta thấy này, nó có một cái hình tượng của đồng ngân lượng nữa, gọi là tài phú cho gia chủ. Đặc biệt thêm nữa là chúng ta có thể thấy được là ở trong, bên trong, phía bên trong của chiếc nhẫn này, nó được khắc cái chữ phong thủy này, hoặc là chữ phúc này. Đó, không những là đẹp ngoài mà còn đẹp trong nữa. Đeo vào thì ta nói là phải bao ngầu luôn. Mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Cái này để vừa cái ngón giữa của mình. Oh, wow. Wow, 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 wow. Quá ngầu. Ok. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà chúng ta có thể xem thêm nhiều mẫu khác. Ở đây mình ấn tượng với cái mẫu này, nên mình review cho cả nhà chúng ta cùng tham khảo. Chúng ta có thể xem thoải mái nhiều mẫu lắm cả nhà ơi. Hãy liên hệ hotline ngay bên dưới góc màn hình, hoặc chúng ta truy cập tjd.vn, hoặc chúng ta đến trực tiếp Vàng Thành Ngôn TJD 2 chi nhánh tại Biên Hòa để xem thoải mái luôn. Cả nhà chúng ta đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật về những video tuyệt vời sắp tới. Bye bye, hẹn gặp lại.